thế rồi một con cáo xuất hiện xin chào con cáo nói xin chào hoàng tử bé lịch sự trả lời rồi quay mình lại nhưng không nhìn thấy gì mình ở đây giọng nói vang lên dưới cây táo bạn là ai hoàng tử bé hỏi bạn dễ thương quá mình là cáo con cáo trả lời tới chơi với mình đi hoàng tử bé đề nghị nó mình buồn quá mình không thể chơi với bạn được con cáo nói mình chưa được cảm hóa à xin lỗi hoàng tử bé thốt lên nhưng sực nhớ ra cậu hỏi lại cảm hóa nghĩa là gì bạn không phải người ở đây con cáo nói bạn đi tìm gì vậy mình đi tìm con người hoàng tử bé nói cảm hóa nghĩa là gì con người con cáo nói họ có súng và họ đi săn thật là phiền toái họ còn nuôi gà nữa chỉ có khoản đó là được nhất ở họ bạn có tìm gà không không mình đi tìm bạn bè cảm hóa nghĩa là gì đó là thứ bị lãng quên lâu lắm rồi nó có nghĩa là làm cho gần gũi hơn làm cho gần gũi hơn chứ sao con cáo lên giọng bạn đối với mình mới chỉ là một cậu bé giống như cả trăm ngàn cậu bé và mình không cần đến bạn còn bạn cũng chẳng cần gì đến mình mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống như cả trăm ngàn con cáo nhưng nếu bạn cảm hóa mình tụi mình sẽ cần đến nhau lúc đó bạn đối với mình sẽ là duy nhất trên đời mình đối với bạn sẽ là duy nhất trên đời mình bắt đầu hiểu rồi có một bông hoa mình nghĩ là nó đã cảm hóa mình có thể lắm trên trái đất người ta thấy đủ thứ chuyện ồ không phải trên trái đất hoàng tử bé nói con cáo tỏ ra rất tò mò trên một hành tinh khác đúng vậy có thợ săn trên hành tinh đó không không khoảng này thú vị quá còn gà không chẳng có gì là hoàn hảo con cáo thở dài nhưng rồi nó quay lại với ý nghĩ lúc nãy cuộc sống của mình thật đơn điệu mình săn gà con người săn mình mọi con gà đều giống nhau mọi con người đều giống nhau cho nên mình hơi chán bởi vậy nếu bạn cảm hóa mình đời mình coi như đã được chiếu sáng mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc và nhìn xem bạn thấy không cánh đồng lúa mì đằng kia mình không ăn bánh mì lúa mì chả có ích gì cho mình những đồng lúa mì chẳng gợi nhớ gì cho mình cả mà như vậy thì buồn quá nhưng bạn có mái tóc vàng ống nếu bạn cảm hóa mình thì thật là tuyệt vời lúa mì vàng ống ả sẽ làm mình nhớ đến bạn và mình sẽ thấy thích tiếng gió trên đồng lúa mì con cáo ngừng lời và nhìn hoàng tử bé chăm chú nó nói bạn làm ơn cảm hóa mình đi mình muốn lắm hoàng tử bé trả lời nhưng mình không có thời gian mình còn phải đi kiếm bạn bè và tìm hiểu nhiều thứ người ta chỉ hiểu những gì họ đã cảm hóa con người chẳng còn thời gian để hiểu bất cứ chuyện gì họ mua mọi thứ được làm sẵn ở các cửa hàng mà có mấy người bán hàng bè bạn đâu cho nên con người chẳng còn bạn bè nếu muốn có một người bạn hãy cảm hóa mình đi cần phải làm sao hoàng tử bé hỏi Cần phải rất kiên nhẫn, con cáo trả lời. Trước tiên bạn ngồi xa mình một chút, như thế, trên cỏ. Mình sẽ liếc nhìn bạn còn bạn thì không nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần hơn. Hôm sau hoàng tử bé quay lại. Tốt nhất là nên quay lại vào cùng giờ giấc, con cáo nói. Chẳng hạn, nếu bạn đến lúc 4 giờ chiều thì từ 3 giờ mình đã bắt đầu thấy hạnh phúc thời giờ càng trôi qua mình lại càng hạnh phúc hơn. Cho tới 4 giờ, mình sẽ trở nên bồn chồn và lo lắng, mình sẽ khám phá ra cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu bạn đến bất kỳ lúc nào, mình sẽ không biết giờ giấc để sửa soạn trái tim. Cần phải có lề lối. Chẳng hạn, nếu bạn đến lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ mình đã bắt đầu thấy hạnh phúc. Lề lối là cái gì? Hoàng tử bé hỏi. Đó cũng là thứ bị lãng quên lâu lắm rồi nó là cái làm cho một ngày khác hẳn mọi ngày một giờ khác hẳn mọi giờ ví dụ những người thợ săn có một lề lối họ nhảy múa với các cô gái trong làng vào ngày thứ năm do đó thứ năm là ngày tuyệt vời mình sẽ dạo chơi được tới tận vườn nho nếu những người thợ săn nhảy múa bất kỳ lúc nào mọi ngày đều sẽ giống nhau cả và mình sẽ chẳng còn mấy khi được nghỉ ngơi cứ thế hoàng tử bé cảm hóa con cáo khi gần đến lúc phải ra đi con cáo nói a à, mình sẽ khóc mất lỗi do bạn đó hoàng tử bé nói mình không muốn làm bạn đau lòng chút nào nhưng bạn lại muốn mình cảm hóa bạn tất nhiên rồi con cáo nói nhưng bạn sẽ khóc hoàng tử bé nói tất nhiên rồi con cáo nói vậy thì bạn chẳng được gì cả mình được chứ con cáo nói bởi vì còn có màu lúa mì sau đó nó nói thêm hãy thăm lại vườn hoa hồng đi bạn sẽ hiểu rằng bông hoa của bạn là duy nhất trên đời rồi khi bạn quay lại vĩnh biệt mình mình sẽ tặng bạn một bí mật làm quà hoàng tử bé đi thăm lại vườn hoa hồng các bạn chẳng giống bông hồng của tôi chút nào các bạn chưa là gì cả cậu nói với chúng chẳng ai cảm hóa các bạn và các bạn chẳng cảm hóa ai các bạn giống như con cáo của tôi ngày trước hồi đó nó chỉ là một con cáo như cả trăm ngàn con khác nhưng tôi đã giúp nó làm bạn với tôi và bây giờ nó trở thành duy nhất trên đời các bông hoa nghe vậy rất lấy làm mực dọc các bạn đẹp nhưng các bạn trống rỗng cậu nói tiếp với chúng chẳng ai muốn chết vì các bạn còn bông hoa của tôi dĩ nhiên người bình thường đi qua có thể tưởng rằng nó giống như các bạn nhưng chỉ một mình nó mà còn quan trọng hơn tất cả các bạn ở đây bởi vì tôi đã tưới nước cho chính nó bởi vì tôi đã đặt chính nó vào lồng kính bởi vì tôi đã che chở chính nó bằng tấm chắn gió bởi vì tôi đã bắt sâu cho chính nó trừ hai ba con để trở thành bươm bướm bởi vì tôi đã nghe chính nó phàn nàn chính nó khoe khoang đôi khi cũng chính nó im lặng bởi vì nó là bông hồng của tôi rồi cậu quay lại chỗ con cáo vĩnh biệt cậu nói vĩnh biệt con cáo nói đây là bí mật của mình. Rất đơn giản, người ta chỉ thấy rõ với trái tim. Điều gì cốt lõi thì vô hình với đôi mắt. Điều gì cốt lõi thì vô hình với đôi mắt, hoàng tử bé lặp lại để cho nhớ. Chính thời gian mất đi cho bông hồng của bạn đã biến nó trở thành quan trọng. Chính thời gian mất đi cho bông hồng của mình. Hoàng tử bé lặp lại để cho nhớ. Con người đã quên mất sự thật này, con cáo nói nhưng bạn thì không được quên bạn có trách nhiệm mãi mãi với những gì bạn đã cảm hóa bạn có trách nhiệm với bông hồng của bạn mình có trách nhiệm với bông hồng của mình hoàng tử bé lặp lại để cho nhớ